sau dân tộc Tày. Dân tộc Dao ở Bắc Cạn có số lượng dân đứng thứ hai, chiếm gần 18% tổng dân số toàn tỉnh Bắc Cạn, được chia thành hai bộ phận, sử dụng phương ngữ Kềm Miền và Kềm Mùn. Về mặt nhóm, ngành, người Dao ở Bắc Cạn gồm 3 nhóm chính là nhóm Dao Tiền, nhóm Dao Áo Dài và nhóm Dao Đỏ. Phân bố chủ yếu ở các huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn và Bạch Thông. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào Dao ở Bắc Cạn đã gìn giữ, sáng tạo và phát triển vốn văn hóa tinh thần đa dạng, phong phú. Người Dao có những nét đặc trưng riêng về ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán, chuyện, thơ ca, tục ngữ, dân ca, dân vũ, nhạc cụ, mỹ thuật. Trong đó, dân ca là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể, điển hình, mang tính truyền thống lâu đời và độc đáo. Dân tộc Dao gọi dân ca là Pá Dung. Đây là hình thức sinh hoạt văn nghệ phổ biến của đồng bào Dao ở Việt Nam nói chung và tại Bắc Cạn nói riêng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các làn điệu Pá Dung đã được mài giũa, chất lọc, phát triển và truyền tải trong mình những giá trị truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Pá Dung là hình thức hát các bài hát ngẫu hứng. Người hát tự đặt lời và truyền miệng hoặc ghi chép lại cho các thế hệ. Nội dung các làn điệu Pá Dung phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt, phong tục, tập quán, lễ nghi và những tâm tư, tình cảm, khát vọng của người Dao trong cuộc sống. Hát Pá Dung không có nhạc cụ đệm, được thể hiện ngẫu hứng, rất tự nhiên bằng chính cảm xúc cá nhân của người hát. Chính vì vậy, các làn điệu Pá Dung giàu nhạc điệu và thấm đậm chất trữ tình. Cũng như nhiều loại hình văn học nghệ thuật dân gian khác, các làn điệu Pá Dung trong quá trình tồn tại và phát triển đã trở thành sản phẩm sáng tạo chung của cộng đồng, gồm các loại hình như Pá Dung sinh hoạt, Pá Dung lễ nghi tín ngưỡng, phong tục, Pá Dung trong lao động sản xuất. Tuy nhiên, cùng một loại hình, một nội dung, nhưng ở mỗi ngành Dao lại có giọng điệu, âm hưởng và hình thức thể hiện riêng, làm phong phú thêm kho tàng dân ca của đồng bào dân tộc Dao. Pá Dung sinh hoạt là loại hình ca hát chiếm vai trò chủ đạo trong kho tàng dân ca Dao. Pá Dung sinh hoạt gồm nhiều loại như hát Dao Duyên, hát Du, hát Đồng Dao, hát Than. Trong đó, hát Dao Duyên và hát Du là loại hình được đồng bào dân tộc Dao thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày. Người Dao quan niệm, trai gái Dao khi đến tuổi trưởng thành, ai cũng phải biết hát và yêu khúc hát Dao Duyên của dân tộc mình. Lấy nguồn cảm hứng từ tình yêu đôi lứa, nên ngôn ngữ trong hát Dao Duyên mượt mà, từ tượng hình, tượng thanh phong phú, lối so sánh, ví von cũng khá phổ biến và hấp dẫn. Làn điệu Dao Duyên được hát theo một giai điệu với âm vực không quá lớn, quãng âm kế tiếp nhau theo quy luật tương đồng, tạo nên sự êm ái, lắng đọng. Các cuộc hát Dao Duyên diễn ra sôi nổi với những làn điệu nhất định, lời hát thường được ứng khẩu tại chỗ. Làn trai ơi, phang xia muôn ơi, xia muôn kinh à pin bé à, nín à kê nơi
Hát giao duyên không chỉ là phương tiện thể hiện tài năng của các đôi nam nữ, mà còn là nơi gửi gắm và thể hiện ước mơ, quan niệm về người bạn tình, cũng như tình cảm của những người đang tìm hiểu nhau. Do vậy, hát giao duyên có nội dung hết sức phong phú, có đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu, vừa có sự kín đáo, e thẹn, duyên dáng, vừa có những mê đắm, vừa có cả tấm chân tình thủy chung, pha lẫn những ghen tuông, giận hờn. Tất cả đều thể hiện sự tinh túy và sâu lắng trong đời sống tình cảm của người Dao. Giống với các dân tộc khác, hát du của người Dao tại tỉnh Bắc Cạn cũng là những lời ca mượt mà êm ái nhằm đưa trẻ vào giấc ngủ ngon. Dù ở ngành Dao nào, hát du cũng là cách hát dễ nhất, thấm đậm hồn quê, tình người sâu lắng. Đặc điểm của hát du là bài hát không dài, từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ và thường dùng thể thơ tự do, thơ bảy chữ hoặc các bài ca dao có sẵn trong dân gian. Vì thế, lời hát du mang đậm nghệ thuật dân ca. Chủ đề của hát du rất phong phú, từ cảnh quan thiên nhiên, quê hương, đất nước, cánh cỏ, ruộng lúa, bờ tre, bến nước, cho đến mọi tâm tư tình cảm của con người. Vì vậy, bên cạnh mục đích hát du, làn điệu hát du còn là cơ hội để mỗi cá nhân có thể bộc bạch nhiều tâm tư tình cảm chan chứa nhất. Qua câu hát, các bà, các mẹ người Dao đã gửi gắm lòng mong mỏi con cháu mình khôn lớn nên người vào lời ru ngọt ngào, tha thiết. Để chúc mừng đôi lứa nên vợ nên chồng, bá dung được vang lên trong lễ cưới. Theo phong tục cổ truyền, người Dao coi lễ cưới là một việc lớn của đời người. Do vậy, lễ cưới là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô dâu chú rể và cũng là ngày vui mừng của họ hàng dân bản. Người Dao thể hiện sự vui mừng phấn khởi bằng những khúc hát tâm tình, Dao nhạc điệu thay cho những câu đối thoại phổ thông giữa hai họ. Trong lễ cưới của các ngành Dao, thể loại hát bá dung chủ yếu là hát đối đáp giao duyên. Cuộc hát này thường được thực hiện vào thời điểm khi chú rể cô dâu đã hoàn tất các thủ tục để thực sự trở thành vợ chồng. Khi đó, các nam thanh nữ tú từng bên cử ra đại diện của mình để hát giao duyên, mỗi bên từ 5 đến 9 người. Người hát sẽ ứng khẩu tại chỗ theo các làn điệu truyền thống. Chúa phú duân hào lơ đàng ơ giàu lèn lèn hay lèn. Các bài bá dung được hát trong lễ cưới của người Dao đậm chất trữ tình và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những bài hát là lời dặn dò cô dâu và chú rể bắt đầu bước vào cuộc sống mới, phải biết hiếu kính ông bà, cha mẹ, hòa thuận với anh em, vợ chồng yêu thương che chở cho nhau trong suốt cuộc đời. Đồng thời, còn là những khúc hát giao duyên tế nhị, kín đáo, thể hiện khát vọng hạnh phúc lứa đôi của các chàng trai, cô gái Dao trong ngày cưới. Cấp sắc là một nghi lễ bắt buộc đối với một người đàn ông Dao. Trong lễ cấp sắc của người Dao không thể thiếu các làn điệu bá dung. Theo quan niệm của đồng bào, thông qua điệu hát,
con người có thể dễ dàng tiếp cận được với thế giới thần linh và làm cho nghi lễ trở nên linh thiêng hơn. Mặt khác, lễ cấp sắc còn là dịp vui của gia đình, dòng họ. Vì vậy, hát còn biểu trưng cho những điều may mắn, an lành và hạnh phúc. Trong 3 ngày 2 đêm diễn ra lễ cấp sắc, có rất nhiều nghi lễ truyền thống. Và một trong những nghi lễ không thể thiếu chính là hát Pá Dung vào đêm thứ hai. Trước đó, để làm được lễ cấp sắc này, gia đình làm lễ phải mời được 14 người tham gia vào công việc hành lễ. Trong đó có 6 người trẻ, có 3 nam, 3 nữ để hát Pá Dung. Sau khi bữa cơm tối thứ hai xong, hai người giúp việc đặt một mâm có 4 chân ở giữa nhà. Sau đó, anh em sẽ làm một số giấy bản để cúng. Cùng với đó, chuẩn bị 2 con lợn thịt sẵn, một con đặt giữa nhà, con thứ hai đặt trước bàn thờ tổ tiên. Thầy cả hành lễ sẽ mời tất cả thần linh đến để cùng nghe lại toàn bộ diễn biến sự việc trong buổi nghi lễ này. Sau đó, 3 thanh niên nam, 3 thanh niên nữ, riêng nữ phải là người chưa chồng, đến trước bàn, đứng đằng sau thầy cả thành 2 hàng ngang, nam đứng trước, nữ đứng sau. Tất cả đều mặc trang phục dân tộc. Sau khi cúng xong thì 3 đôi nam nữ sẽ bắt đầu hát Pá Dung. Nam hát trước, nữ hát sau. Cuộc hát sẽ kéo dài gần 3 tiếng. Pá Dung trong lễ cấp sắc thuộc loại hình lễ nghi tín ngưỡng, phong tục, gồm các bài hát được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của đồng bào Dao như lễ cấp sắc, lễ cưới, đám tang, cúng đầy tháng. Giá trị văn hóa lớn nhất được thể hiện trong những làn điệu Pá Dung chính là định hướng giáo dục con người hiểu biết cội nguồn dân tộc, quê hương. Nhiều bài hát Pá Dung còn đề cao tinh thần lao động, sáng tạo, đạo đức, lẽ sống, phép ứng xử, ca ngợi thiên nhiên, tình yêu đôi lứa. Bảo là thường xuyên vẫn nói mà, bảo là các cháu bây giờ mà không tập hát đấy thì sau này bọn già này là cũng mát kém, là không dớn hát được ấy, là không biết là làm thế nào nữa. Về ngày xưa thì biết hát nhưng mà lớp bây giờ lại không có đứa nào mà biết hát đấy. Vì cái dân tộc Giao tiền này là không bỏ được cái cấp sắc con trai. Là không biết là sau này là cái lớp già này mà không dẫn được cái bọn trẻ hát là không biết làm thế nào. Cô cũng thấy rất là buồn đấy. Trong những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương, ví dụ như là hội xuân, lễ hội đầu năm, cầu mùa, các nội dung hay là những hội thi liên hoan văn nghệ, thì địa phương tôi luôn luôn khuyến khích là các cái địa phương trên địa bàn như các xã, các thôn thì khuyến khích những cái tiết mục mà gìn giữ đậm chất bản sắc văn hóa dân tộc tham gia vào biểu diễn. Trong đó thì ví dụ như là chúng tôi mà có tổ chức liên hoan hay là chấm thì chúng tôi cũng luôn ưu tiên cho những cái làn điệu này, bởi vì nhằm với mục đích là để góp phần bảo tồn những cái di sản phi vật thể trên địa bàn. Những bài hát Pá Dung cũng chính là những bài thơ, tục ngữ ca ngợi về lao động, thiên nhiên và tình yêu trai gái được đúc kết từ kinh nghiệm của cuộc sống. Lời hát còn là lời răn dạy con cháu gìn giữ phong tục tập quán của dân tộc mình. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến và quảng bá ý nghĩa cũng như giá trị văn hóa của hát Pá Dung thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tác phẩm văn học nghệ thuật là việc làm cần thiết hiện nay để góp phần động viên, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần lao động sản xuất của bà con các dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Cạn.